Đây là chủ nhân của lá thư gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian gần đây. Thay vì nhận hoa, bánh kem từ mạnh thường quân, phụ huynh, tập thể ban giám hiệu giáo viên nhà trường đã quyết định xin thay bằng những tấm thẻ bảo hiểm y tế. Cũng là bởi, thầy cô trường Nguyễn Văn Lưu biết, phần lớn phụ huynh quận 6 là dân nhập cư, đời sống không mấy khá giả. Mọi năm cái số lượng các cháu nó ít lắm, nó cũng khoảng vài ba chục thôi, thì các thầy các cô anh em ở trong cơ quan là tự tặng cho các con. Tuy nhiên thì năm nay số lượng nó nhiều, thêm nữa là cái giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm nay là do nó tăng. Nó tăng thì đâm ra là bà con khi mà đóng cái tiền bảo hiểm y tế thì nhiều phụ huynh người ta cũng than khó và người ta xin là thôi không đóng. Cho nên anh em mới ngồi bàn bạc lại. Cũng nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam cũng tặng cho nhà trường, nhưng mà thay vì tặng hoa tặng bánh thì tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các con thì nó sẽ mang cái tính an sinh xã hội nhiều hơn. Thư ngõ chỉ xin 89 thẻ bảo hiểm y tế, nhưng sau 2 ngày nhà trường đã nhận được gấp 3 lần. Phụ huynh quá nhiệt tình. Và các mạnh thường quân người ta thấy cái ý nghĩa này và người ta vẫn tiếp tục người ta xin được phép là ủng hộ. Và nhà trường có xin là nếu được đó, thì nhà trường sẽ dùng cái phần dư đó để sắp tới nhân dịp Tết Nguyên đán âm lịch sắp tới. Nhà trường sẽ dùng cái phần tiền dư này để trao quà cho các con mà đang khó khăn, đang nghèo. 89 học sinh nhận thẻ bảo hiểm y tế đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba mất sớm, mọi gánh nặng kinh tế một mình mẹ gánh vác. Với Thảo Ly, món quà mà em nhận được từ các thầy cô của trường không chỉ có giá trị về vật chất. Khi mà tụi con nhận được cái thẻ bảo hiểm y tế đó thì cái tâm nguyện của tụi con thì sẽ cố gắng là học hành và sẽ đền đáp công ơn của các thầy đã giúp đỡ cho con. Không một lặng hoa trong ngày của nghề, nhưng với các giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, ngày 20 tháng 11 năm nay vui hơn tất thảy. Thay vì cái ngày đó là chỉ là ngày vui của giáo viên, giờ cái niềm vui đó mình nhân đôi lên, mình nhân khắp mọi nơi, đông cho các em nó đều có và nó không phải chỉ là trong trường mình. Thầy cô hết lòng vì học sinh, nhận lại sẽ là tình cảm chân thành của các em. Với nghề trồng người, đó là món quà vô giá.